lục 1 2 2 4 6 1 2 4 6 ở lục. Vâng ạ, Tiểu Điều kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của Tiểu Điều. Ở clip ngày hôm nay thì Tiểu Điều đang thực hiện test một cặp kèn rời, đó là mã đời 2447G từ 220-100 trước khi để gửi tới cho anh Trường có địa chỉ thuộc tỉnh Thái Bình, và một bộ mic Shure một tay, đó là mã B, đó là mã BLX4 một tay, BLX4 là đây là một trong những cặp mic xịn nhưng mà nó được sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, được sản xuất tại Trung Quốc nhưng vẫn là hàng xịn các bác nhá. Chỉ khác cái là nó sản xuất ở Trung Quốc hoặc là ở Mexico hoặc ở Mỹ thôi, nhưng cặp này là sản xuất ở Trung Quốc trước khi gửi tới cho anh Trường. Đó là một cặp mic và một cặp và kẹt anh có địa chỉ thuộc Thái Bình. Số tiền của những hai sản phẩm này thì anh đã chuyển cho Tiểu Đô hết là 100%. Và bây giờ thì Tiểu Đô đang thực hiện để test lại và kiểm tra tất cả được hoạt động một cách bình thường để trước khi đóng gói lên gửi lên đường cho anh. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ với trung tâm của Tiểu Đô. Một trong những cặp kèn thì quý vị anh chị em chúng ta thấy là một trong những cặp kèn đời 2447G được thiết kế với cấu trúc là từ 220 là 100. Những cặp kèn như này tăng lời và tăng tiếng chép rất là hiệu quả và nghe rất là hay. Những quả kèn rời như này thì Tiểu Đô thường cung cấp từ trước đến nay cho những vị khách tăng lời, thì chưa có một vị nào không hài lòng với chất âm của những cặp kèn rời như này các bác nhá. Các bác thấy đánh lời rất là mạnh và cái tiếng rất là sáng và hỗ trợ cho lời. Các bác thấy rằng một trong những cặp kèn nó tăng lời rất là hiệu quả và rất là hay. Đảm bảo nếu như một bộ âm thanh cho gia đình chúng ta mà tăng thêm một cái cặp kèn rời như này thì chắc chắn bộ hát karaoke của ta rất là hay và cái lời nó sẽ rất là bay. Đấy. Đây là đang nghe tiếng kèn không? Và bây giờ thì Châu Đô cho thêm cái full lên để chúng ta nghe cho nó dịu tai hơn. Ngoài ra chi tiết về mua sắm những thiết bị âm thanh máy bay, quý vị anh chị chúng ta xin hãy liên hệ bên trung tâm của Tiểu Đô theo số điện thoại đã ghi trên tấm biển đây ạ, 0975600005. Và ngoài những cặp kèn đời, những bộ mic Shure thì quý vị anh chị em chúng ta quan tâm những dòng sản phẩm loa hoặc là súng và quý vị anh chị liên hệ bên trung tâm của Tiểu Đô nhé. Vâng ạ, mọi nhu cầu về mua sắm của anh chị chúng ta xin hãy liên hệ với Tiểu Đô. Và bây giờ thì Tiểu Đô xin dừng clip tại đây.